Đã nhiều năm nay, nông dân xã Mường Kim, huyện Than Uyên, Lai Châu đã tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, xóa bỏ tập quán thả rông gia súc sang chăn nuôi tập trung có chuồng trại, chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cỏ làm thức ăn nuôi vỗ béo trâu bò theo hướng hàng hóa. Nhờ đó, nhiều hộ chăn nuôi nơi đây đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng trên năm. Nhận thấy mô hình nuôi trâu bò vỗ béo mang lại hiệu quả kinh tế, đầu năm 2022, gia đình anh Lò Văn Hiên, bản Mường 1, xã Mường Kim, huyện Than Uyên đã đầu tư hơn 300 triệu đồng xây dựng chuồng trại, mua 12 con trâu và 4 con ngựa về nuôi vỗ béo. Để đảm bảo nguồn thức ăn cho vật nuôi, gia đình anh đã để ra hơn 6.000 m2 đất nông nghiệp để trồng cỏ voi, ủ chua để làm thức ăn dự trữ. Anh Hiên thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tiêm phòng vaccine 2 lần trên năm, rắc vôi bột trên lối ra vào chuồng. Sau gần 6 tháng chăm sóc, gia đình anh đã cho xuất chuồng lứa đầu tiên. Trừ chi phí, gia đình anh thu về trên 10 triệu đồng trên một con. Đất nhà mình đang nhiều thì mình có khả năng được trồng được cỏ và nước nuôi mình đầy đủ và xa khu dân cư, nên em ấy có ý định là em làm trang trại. Sau đó thì kinh nghiệm thì mình cũng có sẵn rồi và mình học hỏi thêm trên mạng. Thì người ta nuôi thế nào thì mình cũng học hỏi, mình nuôi dần. Tôi nuôi trâu bò ấy thì nếu mà mình không đi làm, mình chịu khó nuôi thì kinh tế gia đình thì cũng đủ thu nhập, cũng khá ổn định. Phải là đủ trang trải cho gia đình, không phải lo nghĩ gì nhiều. Thời gian qua, xã Mường Kim, huyện Than Uyên đã tích cực vận động, khuyến khích các hộ dân mở rộng mô hình nuôi trâu bò vỗ béo, đồng thời vận động các hộ chăn nuôi chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cỏ voi làm thức ăn cho đàn gia súc. Xã đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, hướng dẫn các hộ chăn nuôi kỹ thuật xây dựng chuồng trại, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cách chăm sóc ủ chua thức ăn để dự trữ cho đàn gia súc, tăng cường hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm. Nhờ đó, đàn vật nuôi của xã phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Hiện tổng đàn gia súc của xã Mường Kim có trên 10.300 con, trong đó đàn trâu hơn 2.600 con, đàn bò gần 900 con và đàn lợn gần 7.000 con. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi phương thức chăn nuôi có áp dụng khoa học kỹ thuật, nhiều hộ dân đã có kinh tế khá, thu nhập hơn 100 triệu đồng trên năm. Đối với các mô hình sản xuất về chăn nuôi thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động bà con, các hộ gia đình là đăng ký cái hỗ trợ chuồng trại cũng như hỗ trợ trồng cỏ để thực hiện chăn nuôi tập trung. Các hiện nay thì trên địa bàn xã thì cũng đã được hưởng rất nhiều chính sách về hỗ trợ chuồng trại và trồng cỏ, phát triển đàn gia súc. Tỷ lệ tăng đàn gia súc hàng năm của xã đều vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Với mục tiêu phát triển chăn nuôi gia súc bền vững, xã Mường Kim đang nhân rộng, khuyến khích các hộ chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, trồng cỏ gắn với nuôi nhốt đảm bảo vệ sinh môi trường. Xã đã và đang là cầu nối giúp các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi từ các ngân hàng, đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, qua đó giúp nông dân xây dựng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống.